bị giảm sức mạnh rồi. Liệu Kera rớt khỏi top đầu có bị tướng đi rừng mạnh nhất hay không? Nhiều anh em viewer yêu cầu review ngay nên Trảm Game chơi và chia sẻ cảm nhận lập tức. Nên anh em muốn review tướng gì cứ comment nhá. Phiên bản cập nhật bổ sung ngày 30 tháng 11, Kera đã bị đội ngũ chỉnh sửa sờ gáy khi chiêu 2 bị tăng thời gian hồi chiêu ở những cấp độ đầu tiên. Chắc chắn đầu game nhá, Kera khó chơi hơn vì chiêu 2 là mấu chốt trong việc là ganh và ao nhây đối thủ mà. Anh em chơi phải tính toán kỹ càng, đặc biệt là combo chiêu 1 và 2 khi bạn kết hợp cùng chiêu cuối để đạt hiệu quả tối đa. Nhưng khi kéo về sau nhá, hoàn về 8 giây nên ảnh hưởng là không quá lớn ở tầm giữa ở cuối game. Chiêu cuối giảm tốc chạy nên bây giờ anh em bật chiêu cuối đi xuyên tường bắt chủ lực nhá, sẽ có phần chậm hơn một chút. Nhưng Trảm Game test qua ấy, canh đúng thời điểm thời gian thì vẫn đánh được, không hề yếu nhá. Sau cú giảm vừa rồi, Kera yếu đi là thật, nhưng may quá sát thương vẫn còn nên một combo vẫn bay màu chủ lực kỳ địch thôi. Và ở meta này Kera vẫn chơi tốt các bạn nhá. Anh em cảm nhận ra sao sau cú giảm này? Comment feedback đi nào. Còn bây giờ vào giao lưu QA với Trảm Game và thực chiến ngay để coi anh em viewer yêu cầu gì nhá. Rất nhiều skin lau đeo và tu lên, đương nhiên là sắp có rồi. Mời anh em lên ngày sắp nào. Và nhớ lên đây rồi ấy, nhập quả voucher CO12 nhá. Tu lên chí tôn kiếm tiền, lau đeo phi thiên, tân niên vệ thần, thánh quang sứ. Yên tâm, mua tài khoản mà chẳng may gặp cố hoàn lại tiền cho anh em một đi khác. Tính là gửi tới cho anh em một trận đấu nó hoàn hảo một tí, nhưng mà vừa vào đầu game đã bị anh Thên nó cho một cái, thật là mất mặt quá mà. Già rồi anh em ạ, xử lý chậm. Thật ra cái pha đấy nhá là mình coi thường cái nội tại của thằng Thên, tức là nó tung kỹ năng xong rồi đánh thường đúng không, đàm khá là to đấy. Pha đấy mình cứ nghĩ là cái chiêu một mình là quá gan đủ rồi, nhưng mà thôi không sao anh em, coi như là tăng độ khó cho game và sẽ gợi ý cho anh em cách xử lý ra sao khi chúng ta mất bùa đúng không. Tiếp tục farm ra các cánh kiếm lính và comeback trở lại thôi. Cảm ơn anh em là feedback rất là nhiều nhá, quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Feedback thật là mạnh nào. Cái giọng của Trảm Game đã hoàn lại được khoảng tầm 90% rồi anh em ạ. Từ bây giờ có thể thoải mái chém gió với anh em rồi. Phải nói với anh em là sau khi bị giảm sức mạnh đấy ạ, TNG rất là tiếc cho vị tướng Kera này, đặc biệt ở chiêu 2 các bạn nhá. Đương nhiên là khi chúng ta nâng mắc cái chiêu 2 đấy ạ thì anh em sẽ được hoàn lại 8 giây thôi. Đương nhiên là ở trận đầu ai đến mắc chiêu 2 đúng không, thành ra nó phải ở sau cơ. Ad cho em hỏi là nếu mà chơi tanker ấy thì nên lựa chọn Tara hay Skirt. Đấy các bạn xem đi, đó thằng Skirt ấy băng xả ghê chưa. Thằng Tara quá tuyệt vời rồi. Điều các bạn phải quan tâm bây giờ là lựa chọn đi rừng hay đi top thôi anh em ơi, chứ không phải là lựa chọn tướng, bởi vì hai vị tướng này đều quá tuyệt vời, anh em thích chọn tướng nào cũng được nhá. Cả hai đều ok, chơi cả hai đi. Rừng top thoải mái, rao anh cao thủ chiến tướng tuyệt vời luôn, đảm bảo anh em là như vậy. Châu lì đúng không ạ, không sợ sát thủ, sướng chưa, tuyệt vời luôn đấy chứ. Nó lại xanh ngay, ui ăn mạng lại vượt thời gian rồi anh em ơi. Anh em thấy không, chứng tỏ là có điền đấy. Nhiều anh em bảo là Vgaming và SGP ấy, thua trận đầu ấy để mà lấy hên đúng không? Kiểu là Argentina đấy anh em, vô địch World Cup mặc dù là thua trận đầu. Hy vọng là như vậy nhá. Hayate cầm thánh kiếm hay là diền cung khỏe hơn hả S ơi? Một câu hỏi về vị tướng Hayate này. Đầu tiên phải trả lời đã, đó chính là Hayate có thể lên cả thánh kiếm và lên cả diền cung, tùy chọn của anh em. Tức là anh em thích lựa chọn đồ nào đều có thể lên được, chứ không phải là có sang chuẩn là không lên được diền cung nhá. Nhưng mà theo Trảm Game, thánh kiếm tuyệt vời hơn, bắn chí mạng đam ảo hơn. Hayate sang chuẩn ngon rồi mà anh em, lên thánh kiếm sướng luôn. Đương nhiên nếu kẻ địch trâu quá anh em thích bắn tay nữa đúng không ạ, diền cung lựa chọn không tệ đâu, thử đi. Chứ nhiều anh em cứ suy nghĩ bảo là tướng sang chuẩn là không bao giờ lên đồ xuyên giáp hay là xuyên giáp phép là nó hoàn toàn sai anh em nhá. Kể cả con lau đeo đều có thể lên đồ xuyên giáp phép được. Nhưng mà mình muốn lên hay không và lối trang bị của mình lên hay không, nó mới là quan trọng anh em nhá. Kể cả không lên vẫn chơi được, đó là ưu thế của vị tướng có sang chuẩn. Ok chưa? Ui châu nhỏ. S chỉ em cách cầm lau đeo để khắc chế con Gidu đi ạ. Ui gặp con Gidu này là các bạn phải có thanh tẩy nhá. Ok không? Đây là cái điều mấu chốt và điều đầu tiên các bạn cần phải có. Các bạn Gidu gặp nó ấy, đừng có vội vàng lướt chiêu cuối vào. Không có thanh tẩy, chỉ có cấu để từ xa bằng chiêu 1 thôi nhá anh em. Canh Gidu trưởng hoặc là đánh nội tại ấy, dùng chiêu 2 né, thế là dễ chơi ngay. Đương nhiên tối ưu nhất ấy, là câu được cái quả chiêu cuối nó, thì cái đấy anh em chơi thoải mái mà. Còn ông nào mà sợ nó cấu đỉa nhiều quá ấy, thích chắc kèo đúng không, lên một đồ kháng phép, lúc đấy cho nó múa thoải mái luôn anh em ơi. Có khi lúc đấy nó bật chiêu cuối lên, anh em bật thanh tẩy lên ao nhầy luôn đấy chứ. Nói thật với anh em là người chơi lau đeo là ít sợ cái thằng Gidu lắm. Không biết tiền gì phải làm sao để mà hài lòng tất cả anh em đây. Bạn này comment bảo là tại sao làm liên quân mà lại nói về các vị tướng vương giả vĩnh diệu vậy. Đấy là clip sáng nay TNG làm về chỉnh sửa quá vị tướng liên quân
tham gia giải KAZ của Vương Giải Uống Rượu. Có tướng Liên Quân ở đấy tôi mới làm chứ đúng không ạ? Chưa kể sắp tới nhá, chuyển giao nhiều tướng Liên Quân qua Vương Giải Uống Rượu là chuyện hết sức bình thường. Như là một thông báo mới đây ở cái bản Vương Giải Uống Rượu quốc tế ở Brazil đây, thì Butterfly chuẩn bị qua Vương Giải Uống Rượu rồi, đúng không ạ? Với lại TNG làm như vậy ấy, là để phục vụ một cái gói nhỏ anh em viewer quan tâm đến giải KAZ đúng không ạ? Và muốn tìm hiểu lý do vì sao các vị tướng Liên Quân đang làm chùm đè đầu cưới cổ vị tướng Vương Giải Uống Rượu, đúng không ạ? Đấy, không phải tự dưng mà TNG làm đâu, đúng không? Hôm trước nha, có ông comment bảo là kênh tên là Trải Nghiệm Game mà tại sao chỉ làm mỗi Liên Quân vậy? Nghe thế có buồn không chứ? Nói chung là mỗi anh em một ý kiến, nhưng mà tôi làm theo cách của tôi, đúng không ạ? Tôi phục vụ khán giả theo cách của tôi. Đấy. Và một clip không thể phục vụ được tất cả mọi khán giả, thế thôi. Ok chưa? Đương nhiên toàn kênh là để phục vụ được. Chấm dứt cái vấn đề thắc mắc và bàn cãi ở đây nhá. Nakroth mùa này em thấy khá yếu, em có cách nào làm nó khỏe hơn không ạ? Làm sao để Nakroth nó khỏe hơn đúng không? Đơn giản thôi, chơi Nakroth bạn phải farm nhiều, phải ao tiền, farm rừng, ra hết ké lính ba đường, tìm cơ hội cướp rừng đúng không ạ? Mới có thể ao vàng được chứ. Chứ bây giờ các bạn chơi một vị tướng phải ao tiền mới khỏe được mà lại không ao tiền, thế sao chơi đúng không ạ? Ví dụ trận đấu này đi, mình cũng bùng nổ lắm chứ anh em, 10 phút ăn 10 mạng đây. Nhiều tiền không? Tiền hơi bị nhiều luôn. Nhưng tại sao không chơi được ạ? Tại vì chất tướng. Toàn bọn là Thane này, rồi là Arthur này, Skull, nó cứ đè đầu cưỡi cổ đứng trước mặt thì thằng nào vào được? Thằng nào bắt thằng Slim đây? Ai bắt được DC đây đúng không ạ? Zuka nhảy vào nó bị hất tung tung tung. Lên bảng em số luôn chứ. Đừng có đùa nha anh em nhá. Vậy nên cứ phải từ từ thôi. Đấy anh em thấy không? Đồng đội tôi đang bị hoang mang đó. Các bạn thấy không? Ông nào mà non tay hay là mới chơi ấy, chắc chắn sẽ kiểu là ui thôi, làm trận mới đi, cái trận đấu này khó chơi quá. Nhưng không các bạn ơi, cứ từ từ chơi đi. Tất cả đều cách xử lý. Đầu tiên ấy, gặp cái trường hợp này là chúng ta phải dọn lính trước đã các bạn nhá. Hơi đen là trận đấu này team mình xạ thủ lại thằng Stuart, mà thằng đấy nó lại bán tanh không khỏe. Em bị chán chứ. Ad thấy Bright đi top cầm luyện kim như là Airy có được không ạ? Và mong Ad cùng cộng đồng Trải Nghiệm Game giải thích cho bạn ấy. Ok chưa? Ok chưa? Anh em fan Bright đâu nhỉ? Cho TNG một cái lời khuyên cho bạn này đi. Đương nhiên một cái lời khuyên nhỏ TNG ấy, thì đó là theo TNG nhá, nếu gặp kẻ địch kèo trên căng quá ấy, mang luyện kim vẫn được. Nhưng nếu mà các bạn tự tin ép đường và tự tin đánh trên cơ đấy ạ, thì cầm tinh linh TNG cảm thấy nó vẫn áp lực và giáp anh tổng ngon hơn. Còn anh em chuyên Bright, thêm cho TNG một cái ý kiến nhá. Bởi vì TNG biết được rằng anh em chuyên và best hay là one champ Bright chắc chắn sẽ có những câu trả lời và góp ý nó mang tính chuẩn xác cao hơn so với tính chủ quan của Trải Nghiệm Game. Ok chưa nào? Đừng quên rằng kênh của mình là kênh chuyên tương tác với anh em khán giả nhá. Vậy nên anh em có bất kỳ điều gì thắc mắc nào, hoặc là có những cái ý kiến hay ho và thú vị, cứ comment thẳng tay nha anh em nhá. Comment dưới video đi. TNG luôn gọi là quan tâm đọc comment của anh em. Những góp ý hay đúng không ạ? Thì mình áp dụng, còn cái nào không hay thì thôi đúng không? Vẫn thả tim bình thường, tương tác bình thường thôi à. Nên các bạn cứ thoải mái đi. Hơi khó một tí anh em ơi. Ôi ôi ôi, thấm máu này. Ui nhìn hấp dẫn thế nhở, nhưng mình không dám ra anh em ạ. Ra lên bảng như chơi đấy. Khổ thân anh Zuka chưa? Nhìn thấy bọn nó thấm máu đúng không? Tưởng là kèo ngon nhưng mà toàn Skirt Arthur vậy ạ. Thêm thấm máu thì làm ăn cái gì đúng không ạ? Đây, TNG vừa check xong cái trang bị của thằng Slim này. Và sau khi check xong đầy đủ trang bị, đặc biệt là vừa lên cho mình xong cái vương miện hết kết đấy ạ, chúng ta sẽ căn cái khoảng cách để mà ganh. Đấy, Slim xuất hiện rồi, có cả thêm luôn. Đó, bật chiêu cuối lên đúng không ạ? Nhìn cái thời gian của chiêu cuối đi anh em ơi. Ví dụ một combo mà mình không hạ được nó thì lại có ngay combo thứ hai. Chỉ tiếc là cái thằng Chrissy căng quá. Ad nghĩ sao nếu Terry lên đao chiều hồn ạ? Mình xạ thủ việc gì phải lên đao chiều hồn ạ anh em? Lên đam đi, lên đam đi ạ, lên xuyên giáp đi nữa ạ. Biết chị tanh được chứ, làm gì có thừa slot như vậy đúng không? Thằng top này, thằng trợ thủ, thằng mid nó phải lên. Đấy là nguyên tắc của game rồi anh em, còn bọn nó không lên thì thôi đúng không ạ? Phải tự chịu thôi, biết sao được. Chứ mình mà lên thừa slot đâu anh em. Còn nhiều slot trang bị đồ lắm, làm gì có đủ mà gắn vào. Có phải là chế độ giải trí 12 đồ đâu đúng không ạ? Đây, anh em thấy uy lực của nó chưa? Uy lực của những pha chí mạng phép chưa? Vấn đẩy tâng tâng đúng không ạ? Mối tội là team mình bị ép nhiều quá anh em ơi. Phút 15 rồi, bây giờ là làm sao để mà giữ được cái con Caesar này, để mà tránh tình trạng là ba đường. Ông nào mà xem giải AIC sẽ thấy được rằng bây giờ cái meta bây giờ ấy,
đội nào ăn được cái con đệ ấy, mà ép được nhá, ép được thôi, chứ nếu mà ở hòa thì cũng vô dụng thôi à. Ép được thì được cái con lính trụ đúng không ạ, nó vô hiệu hóa, thế là sướng rồi. Và khi đấy chỉ cần băng xà vào và lấy được trụ ngay. Thành ra là mấy cái trận đấu đầu đó anh em, toàn là mấy trận kiểu là nhà sân bay thôi, sợ thật đấy. Bây giờ nhiệm vụ mình là gì anh em biết không? Đầu tiên đó chính là lựa góc để bắt vào cái thằng Chrissy hoặc là thằng Slim. Chỉ có hai thằng đấy thôi anh em mình có thể bắt được. Chứ bây giờ Arthur rồi là Scott rồi Thane, đúng kiểu là nó pick để mà khắc chế mình với thằng Stuart. Cái thằng Stuart nó bắn được đâu anh em? Quá khó luôn đấy chứ đấy. Quá trâu nè. Đó. Và TNG cảm ơn anh em nhá, đã ủng hộ TNG shop.vn. Các bạn nếu gặp bất kỳ sự gì á và có nhu cầu Munich, mời anh em lên ngay shop nhá. Gặp sự thì nhắn nhân viên để được hoàn lại tiền Munich khác và được giải quyết. Còn nếu mà nhân viên xử lý chậm, nhắn fanpage trải nghiệm game TNG các bạn nhá. Fanpage của anh em mình sắp lên được 180.000 rồi đó anh em ơi. Cộng đồng của mình hơi bị to luôn ạ. Nên các bạn nào theo chưa theo dõi đấy ạ, nhớ theo dõi nhá. Bởi vì trên fanpage là cập nhật toàn những thông tin mới nhất thôi. Chứ anh em lại bảo YouTube cập nhật sớm thì không phải. Fanpage anh em nhá, fanpage mới cập nhật sớm nhất. Ui bọn mình đã cố thủ này anh em ơi. Cố thủ à, quá gắt luôn. Đồ đạc thì rất là ok rồi. Mỗi tội là chưa thế đánh, thế mới bực mình chứ. Bây giờ chỉ cần một cái thế đẹp thôi anh em, là bọn mình có thể trào lên đúng không ạ. Lựa góc là chơi ngay. Bây giờ mình sẽ đủ người ra đây. À, mục tiêu luôn. Chơi được các bạn nhá. Bây giờ cái xung quanh cái tường mục tiêu này rất là rộng. Đấy anh em thấy không? Lợi ích của tường dây đấy, không phải tự dưng mà con Kera bị giảm sức mạnh đâu. Mình sẽ cố gắng giữ lại con mục tiêu này. Đó, ok ngay. Nó bị giảm sức mạnh bởi vì nó tận dụng quá tối ưu mấy cái bức tường dày các bạn nhá. Đây đây đây, cơ hội. Ui. Ghê. Hình như là cái liềm hay sao anh em ạ? Thằng cái liềm của thằng Slim. Có cách nào để tăng kỹ năng nhanh hỏi Ed ơi? Em chơi suốt chơi hoài toàn đứng ở rank tiếng Anh. Một phần là do đồng đội, còn phần kia là do kỹ năng kém, chơi với bạn mà toàn bị chửi thôi. Tốt. Anh em đã biết nhận thức được về kỹ năng của mình là rất là tốt rồi. Đúng không ạ? Vậy nên trải nghiệm game sẽ gợi ý cho anh em một chút là bạn muốn đánh hay đánh giỏi ấy, đầu tiên là phải luyện tập nhiều vào. Mà cách nhanh nhất ấy, bạn nên one chạm một vị tướng trước đã. Đánh khi nào gánh được team và lực khỏe thì thôi nhá. Thì khi đó đổi sang tướng khác và đồng thời xem các video hướng dẫn chơi nè, hướng dẫn chọn tướng nè, livestream của tuyển thủ. Cứ thế là trình của anh em chúng ta lên ngay thôi anh em ơi. Khi mà bọn mình đã có lợi thế về cái thế lính nha anh em nhá, là phải đẩy lính ba đường luôn. Zuka để một cánh, mình để cánh còn lại và ba thằng kia nó đi chung với nhau ở đường giữa. Quá hợp lý luôn anh em. Phải tách team nó ra. Team nó trâu như vậy ai mà đánh với nó được ạ. Còn lâu ra tranh thật tổng mới thắng ấy. Thật. Giao anh tổng nhá. Xô vào một cái là team mình chắc thua luôn. Thằng Malok không đủ để mà chơi đâu anh em. Malok nhìn vậy thôi chứ Slim nó bắn cho nát người à. Thành ra là bọn mình không bắn tanh được. Bây giờ phải chơi chiến thuật này anh em. Mình sẽ cố gắng để mà hạ được một cái đường siêu cấp ở đây. Đồng đội đang đẩy ba cánh. Hợp lý chứ nhở. Tự dưng đi đơn mấy ông này lại biết đẩy lính khá là hay. Có lời khen cho đồng đội của tôi nhá. Đây. Bọn nó đang xúm lính ở dưới. Hay quá. Cơ hội của TNG nè. TNG cho anh em thấy cái con kia đang đẩy lính, đẩy trụ ghê gớm ra sao đây. Chấp luôn. Phán để bằng được cái đường siêu cấp này anh em nhá. Bán đồ nè. Đấy. Già rồi nhưng mà tay vẫn còn tạm anh em nhá. Không sao. Có trụ là được rồi. Ờ đồng đội ơi đừng đánh. Ui. Cái gì vậy? Toang rồi anh em ơi. Tại sao lại đánh nhở? Tôi đã câu lên một cái đường siêu cấp rồi. Khi đấy đồng đội chỉ cần rút về thôi. Đấy anh em xem thời gian đi. Rút về là tôi ra. Ra là ăn mục tiêu kiểu là win luôn. Nhiều khi người tính không bằng trời tính anh em ạ. TNG thử biết anh em leo rank gặp trường hợp này quá nhiều đúng không? Anh em chúng ta thấu hiểu nhau mà.